lũ chi bay hơn phùa em nở. Chép khó rằng bản năm ta chẳng khôm xứ nguồn, coi dù em nở bia nắc nhà xếp lại, coi dù ai nở lâu kẻ ai nhà kín lại. Dần ra lu ngài lu nhìn em nhang lòng lầy lu bao lầy ngoài nà lên ính mò ai chết năm ta phố mùa lón lại ca khay bay nỡ phùa bia thở coi bứng lẹ căn muôn chờ phú già chết chờ ai em lu bầy hương phù. Phùa em nở chép khó rằng bản năm ta chẳng khôn xứ nguồn, coi dù em nở bia nắc nhà xếp lại, coi dù ai nở lâu kẻ ai nhà kín lại. Bay bên lũ vương gió lũ ông phùa chờ ai em há cơn há cũng khổ lai ai sao chàng xưa chưa ngờ lũ xú phùa bắc khen bắc có em lắc khai trong xứ hờ lu gian phú gian già lũ ngài lũ nhí. Trong sư hờ lu gian phú gian già lu ngài lu nhìn em nhang lòng lầy lu bao lầy ngoài nà lên ính mò ai chết năm ta phố mùa lón lại ca khay bay nỡ mùa bia thở coi bứng lẹ căn muôn chờ phú già chết chờ ai.
muốn chúc mừng hạnh phúc và đùi với mỡ cứ về đào thiện sánh tiền thất đang bơ là này nhờ mỡ với sắc bảo được ba sắc bảy để đầy sau tầng nào cũng ra tầng nay trong quát đùi với mỡ sau cái bơi này bò mè thì đọc chất sòng bạc đàn ta đại nghiện đại giã thay nhiên tích trai đại bạc đại bước bạn bước đất chẳng buồn tay gấp đi khai tay gấp được chọn tiểu khẩu xúc ngay bên đầu sau cái bơi cái này bò mè thì đọc ông bọn này chưa chưa là vấn đề đó bò mè thì đọc ơi trong tiệc cưới của gia đình gái tôi vẫn sát tay rộng mở để chào đón sự hiện diện của đoàn thể các cụ các ông các bà cô dì chú bác và các bạn trẻ làm lễ ngạc nhiên các cụ trở về đây cùng hiện diện tại trung tâm khán phòng tiệc cưới của gia đình nhà gái tôi trong buổi hôm nay ngoài theo những quan sát của bạn chúng tôi liên tục và liên tục những lượt khách quý trở về với đại gia đình chúng tôi trong buổi hôm nay rất là đông sẽ chọn kính mời đoàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển bước chân của mình để trở về với trung tâm khán phòng tiệc cưới của gia đình chúng tôi trong buổi hôm nay. Mỗi cuộc lựa chọn cho mình những bàn hàng ghế thật thư thái, thoải mái nhất, cùng nhau nâng ly những chén rượu nồng, một hạnh phúc chúc tương lai cho các bạn trẻ trong buổi hôm nay. Xin chào quý vị, các bạn trẻ, quý vị. Trời lồng lồng không phủ kín công cha, tân tạo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mà cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Ngày hôm nay ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày trọng đại của đứa bạn trẻ, cũng không thể thiếu được những công ơn sinh thành dưỡng dục của những bậc làm cha và làm mẹ. Thì ban tổ chức tôi cũng trân trọng giới thiệu về phía phái đoàn của họ nhà gái có bố Lò Văn Đức và mẹ Lò Thị Phương, đó chính là thân sinh và phụ mẫu của cô dâu Lan Anh, sẽ trở lại với trung tâm sân khấu chính để đứng cảnh hạnh. Xin vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan viên khách quý đã có sự hiện diện tại trung tâm khán phòng tiệc cưới của gia đình nhà gái chúng tôi trong buổi trưa ngày nay, và đang hiện diện trên sân khấu ở đây đó chính là chú rể Đào Thiện sánh diện cùng cô dâu Lan Anh, cũng như là đại diện phái đoàn hai bên gia đình. Xin mời toàn thể hội trường dành một tràng tay lớn để cùng chào mừng đại gia đình. Màn đại lễ vô quy của chú rể Đào Thiện sánh diện cùng cô dâu Lan Anh, Lan Anh Đào Thiện xin phép được chính thức bắt đầu. Toàn thể hội trường dành một tràng tay lớn để cùng chào mừng. Vâng, những tràng pháo tay của quý vị tượng trưng cho những lời chúc tốt đẹp gửi đến toàn thể cô dâu và chú rể. Chúc cho cô dâu chú rể được trăm năm hạnh phúc. Xin gửi đến các cụ công các bà và toàn thể gia đình nội ngoại hai bên một lời chào và lời cảm ơn chân thành nhất. Chúc tất cả gia đình chúng ta luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều niềm vui và hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
năm bốc hốn cá bún nà bún ta lướm bún phà lướm bún lương trứng ót trứng xình đẩy đun nồi ỏi hạc văn phanh rú xếp vườn cầu rú cầu vườn tềm xếp vườn chứa mắc kín ta rô hảo đất bò mẹ đơ ngày hôm nay ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày trọng đại của đôi bạn trẻ và những đấng sinh thành, những bậc làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chị, làm cô, làm bác sẽ có những món quà giá trị về cả vật chất lẫn tinh thần sẽ cùng gửi tới đôi bạn trẻ, cùng chúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta được trăm năm hạnh phúc. Vâng, ban chúng tôi cũng trân trọng kính mời bố mẹ của chú cô dâu sẽ lên trao quà cho hai người con thân yêu của mình. Trân trọng kính mời. Trường lành sành hùng, mỹ trường cả vùng sống khá hồi đồi phối mỡ. Chúc hồi đồi phối mỡ của nhắc đùn khuôn mưa đà, mỹ đủ đinh trai bay bùn đen tét xính. Sau kính mới tinh lại, bò mẹ bình đồng hát tố mưu chiều phòng cho mong hạnh phúc hồi đồi phối mỡ, bò mẹ bình đồng ơi. Xin cảm ơn món quà của công minh đã cùng gửi tới hai cháu công minh. Và tiếp nối chương trình thì xin mời món quà của anh Thắng sẽ lên trao quà cho hai em của mình. Trân trọng kính mời. Xin mời toàn thể hội trường chúng ta sẽ cùng dành một tràng tay thật lớn để cùng chúc mừng được không ạ? Họ biết mẹ hả hơn bên bên đi vừa buồn vừa mớn mà đổi vế mớ cứ sắc phục biển bò biển mè biển ải biển êm biển dạ vâng ạ. Một hình ảnh rất chi là tuyệt vời trên trên cống của chúng tôi đúng không quý vị? Món quà của cô thơ đã gửi đến hai người cháu thân yêu của mình về vật chất và tinh thần, một tràng pháo tay nữa được không quý vị ơi? Còn rất chi là nhiều những món quà trong buổi trưa hôm nay đã cùng gửi tới toàn thể sàng trở lại vài với trung tâm sân khấu chính để dành tặng cho đôi bạn trẻ để tỏ tình yêu đến gửi đến cô dâu thì xin mời chú rể Văn Thiện chúng ta sẽ cúi một nghìn đầu gối xuống để trao nhẫn cho cô dâu ạ. Một thủy mạnh rất chi là đẹp, xin mời toàn thể hội trường dành một trao tay lớn để cùng chúc mừng. Thật đúng là nhẫn này anh dành tặng em, ớt rời đã định kết duyên đôi mình. Em trao nhẫn cưới chung tình, và kể từ đây hai đứa mình có bầu. Lòng xin mời cô dâu của chúng ta sẽ cùng trao tặng cho chú rể của cô dâu trong buổi trưa ngày hôm nay. Và có bị dành một tràng thay lời nữa để cùng chúc mừng. Vâng ạ. Nhiều chưa ạ? Cũng có nhiều rồi. Vâng, cô dâu bảo là chú rể Đào Thiện đã hôn rất nhiều rồi ạ. Nên là xin mời chú rể hôn cô dâu được nhiều chưa ạ? Dạ rồi ạ. Hôn trong tư thế nào ạ? Thích lúc nào là hôn lúc đấy. Vâng ạ. Vâng, chú rể của chúng ta bảo là thích lúc nào thì hôn lúc đấy. Nhưng mà ban tổ chức chúng tôi đang hỏi là chú rể hôn cô dâu bằng tư thế nào ạ? Đứng ạ. Vâng quý vị ơi, chú rể hôn cô dâu bằng tư thế đứng ạ. Chưa mới hôn một tư thế thôi đúng không ạ? Và lần đầu tiên chú rể của chúng ta đã được hôn cô dâu là ở đâu ạ? Ở nơi gặp đầu tiên. Nơi gặp đầu tiên là ở đâu ạ? Ở vườn chuối hay là ở cây nhãn ạ? Vâng quý vị ơi, chú rể của chúng ta mới gặp một lần đầu tiên mà chú rể đã hôn rồi. Ở đâu ạ? Hay luôn ạ. Chú rể không nói được thì xin mời cô dâu ạ. Đúng rồi, xin mời cô dâu của chúng ta, chú rể của chúng ta đã hôn cô dâu là lần đầu tiên là ở đâu ạ? Ở đâu ạ? Hỏi nhau đi ạ. Không nhớ ạ. Vâng ạ. Vâng, đồ hôn của ngày hôm qua hôm kia là hai người dành tặng cho nhau mà thôi. Ngày hôm nay tất cả các bậc quý vị có sự hiện diện tại trung tâm bữa tiệc của đại gia đình chúng ta trong buổi tối nay sẽ được
chứng kiến đôi bạn trẻ của chúng ta hôn nhau như thế nào, đúng không ạ? Và xin mời chú rể chúng ta sẽ quay về phía cô dâu 37 độ 5. Và ngược lại, cô dâu chúng ta sẽ quay về phía chú rể 35 độ 7. Và xin mời cô dâu của chúng ta sẽ xoa từ chân cho đến đầu thì chỗ nào là cứng nhất của chú rể ạ? Vâng, xin mời chú rể chúng ta sẽ xoa từ dưới, từ trên xuống dưới ạ. Chỗ nào là mềm nhất ạ? Vâng, chú rể đã biết là phần nào mềm nhất của cô dâu rồi ạ. Được, vâng ạ, đã được hôn rồi ạ. Được hôn chưa ạ? Vâng ạ, được hôn chưa ạ? Được hôn nhiều rồi đúng không ạ? Vâng. Và tôi xin mặt phép toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến đôi bạn trẻ của chúng ta hôn nhau như thế nào nhá. Để cho không khí được vui tươi hơn thì xin mời những tràng pháo tay của toàn thể quý vị dành tặng cho cô dâu và chú rể đúng không ạ? Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Tôi sẽ đếm từ 1 cho đến 3, anh chị bắt đầu hôn. Và tôi sẽ đếm từ 3 trở về 1 thì anh chị mới được rời nhau ra, được chưa ạ? Được không ạ? Được ạ. Chú rể ạ? Được. Sẵn sàng chưa ạ? To lên ạ. Rồi. Chuẩn bị. Quý vị ơi, đếm theo 3 từ chúng tôi nào. Chuẩn bị. 1 2. Sao vẫn nhìn vào MC là cái gì ạ? Hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau đi ạ. Mắt nhìn thẳng vào nhau ạ. Trăm năm hạnh phúc, bạc đầu viên mãn. Dạ vâng, xin cảm ơn. Chúc cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Sau đây xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ trở xuống phía bàn nhà hàng.